Hi, Bảo Việt rất là vui. Xin chào tất cả cô chú anh chị khi gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Dạ, gia đình mình ơi, hôm nay thì Việt đã quay lại một cái khu nhà 31 căn. Hôm trước cả nhà thì Việt có nói với cô chú anh chị những căn nhà mặt tiền như thế này thì đã có chủ nhân, bên Việt đã bán hết rồi. Thì hiện tại có một căn nó hơi đặc biệt tí xíu nha cả nhà. Thì căn nhà hôm nay Bảo Việt thì review đến cô chú anh chị là một căn gốc hai mặt tiền. Căn này thì lúc trước cũng đã có khách đã cọc của bên Việt rồi. Thì bên Việt không bán nữa, nhưng hiện tại bây giờ thì gia đình của vị khách này tính toán lại thì cũng đông thành viên quá nên chọn căn nhà khác của bên Việt đã gửi lại bên Việt căn nhà này ha. Thì ngày hôm nay Bảo Việt sẽ review cho cô chú anh chị mình căn nhà gốc hai mặt tiền. Cũng có một số cô chú đã hỏi Việt có gốc hai mặt tiền diện tích rộng rộng hay không, thì hôm nay có căn gốc này thì cô chú anh chị mình nếu có quan tâm gốc hai mặt tiền thì cô chú anh chị mình tham khảo ha. Thì từ vị trí của Bảo Việt đang đứng đây chỉ cách chợ Hưng Long mình đâu đó khoảng tầm 800m thôi cả nhà ơi, rất là gần luôn. Thì nếu cô chú anh chị đang ở quận 6, quận 7, quận 8, quận Bình Tân, Tân Bình thì cô chú anh chị khi đến đây xem nhà thì mình có thể mình đi theo trục đường quốc lộ 1A đó, hoặc không thôi cô chú anh chị đi theo trục đường quốc lộ 50 đó, cô chú anh chị rẽ vào trục đường Hưng Lộ 11 đoạn Nguyễn Tấn đi tới chợ Hưng Long thì Bảo Việt sẽ đón cô chú anh chị vào xem nhà ha. Thì hôm trước Việt cũng đã giới thiệu cho cô chú anh chị mình dãy nhà này rồi, thì mình có hai tuyến đường chính đó. Thì một tuyến đường như thế này thì hai dãy nhà đông mặt với nhau, thì nếu cô chú anh chị thích đông vui thì mình chọn khu vực bên đây để mình an cư lập nghiệp ha. Những căn nhà bên đây, những căn thường thì chỉ có giá là 800 thôi nha cả nhà. Những clip trước là Việt đã báo giá cho mình qua video rồi ha. Thì bên đây mình còn một cái dãy nhà nữa cả nhà. Cái dãy nhà này thì một mặt ha. Nếu cô chú anh chị nào thích một không gian yên tĩnh nè, đó, mình không thích có nhà đâu mặt với nhau thì mình chọn chấp bên đây ha. Và hiện tại Bảo Việt cũng còn một cái căn cuối nha cả nhà. Căn cuối đã có hàng rào, có cổng sẵn luôn. Nếu cô chú anh chị mình thích không gian riêng biệt thì có thể mình chọn một căn cuối ha. Căn cuối đó thì bên Việt đang bán giá là 850 ha. Nên cô chú anh chị mình có quan tâm thì hãy gọi cho Việt qua số điện thoại 0933 827963, thì Bảo Việt sẽ dẫn cô chú anh chị mình xem nhà thực tế ha. Thì hôm nay này Bảo Việt sẽ review cho cô chú anh chị mình căn nhà gốc hai mặt tiền thế này nè cả nhà. Vị trí rất là đẹp luôn. Căn nhà này cô chú anh chị mình có buôn bán tạp hóa nhỏ thì mình buôn bán được nha cả nhà. Tại trong đây mình 31 hộ ở đặt. Thì dân cư cũng tương đối là khá là đông đúc đó cả nhà. Mình có thể buôn bán tập quá thì mình chọn những căn nhà như thế này ha. Thì căn nhà này có hướng tây nam nha cả nhà, hướng nắng chiều ha. Nắng sẽ gọi trực diện vào ngôi nhà của mình. Nếu cô chú anh chị nào hợp hướng tây nam thì cô chú anh chị mình nên làm một cái mái ra để cho căn nhà mà nó mát mẻ hơn nha cả nhà. Thì mái của mình cả nhà mình làm tới cái ganh đất đường đi của mình ha. Đường của mình là đường xe ba gác, cô chú anh chị mình vô xe ba gác thoải mái luôn, vận chuyển hàng hóa đồ đạc đồ cứ yên tâm ha. Và bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình vào xem nhà cùng Bảo Việt nha. Với một cái diện tích ngang 4m, dài cho 9m, căn nhà của mình đâu đó khoảng tầm là 36m², rất là rộng rãi luôn cả nhà ơi. Mình một trệt một lầu, bên trên mình còn lắng ban công hình chữ L ra nữa nha cả nhà, rất là rộng rãi và thoáng đãng luôn. Nói cô chú anh chị mình khi về đây mình ở căn nhà này là quá ư là tuyệt vời ha. Thì căn nhà của mình đó cả nhà, thì bên Việt cũng đã trang bị đồng hồ điện, đồng hồ nước đầy đủ hết ha. Cả nhà mình về mình ở mình sinh hoạt điện nước có đầy đủ hết rồi. Mặt dựng của ngôi nhà này thì bên Việt có ốp gạch, ốp tường cho mình hết đầy đủ hết ha. Nhìn rất là sạch sẽ luôn cô chú anh chị mình ở thời gian lâu nè, mình rất là lau chùi, rất là dễ lau chùi, rất là dễ vệ sinh luôn. Căn nhà này có tông chủ đạo là màu trắng với thiết kế là mái thái ha, nhìn rất là sang trọng luôn. Cô chú anh chị lớn tuổi hay thích mẫu nhà như thế này lắm. Nếu cô chú anh chị nào thích căn nhà này thì hãy nhanh chóng gọi cho Việt qua số điện thoại 0933 827963 nha cả nhà. Khu vực này ở rất là yên tĩnh luôn cả nhà ơi, dân cư ở đây cũng tương đối khá là đông đúc ha. Đầu tiên khi vào phòng khách thì căn nhà của mình có một cái lớp cửa bốn cánh, cửa sắt như thế này. Cửa sắt này thì có kính mờ nha cả nhà. Kính mờ mình tạo không gian riêng tư luôn ha. Ở bên ngoài nhìn trực diện bên ngôi nhà của mình thì khi mình đóng cửa thì sẽ không thấy không gian phòng khách của mình ha. Và bên ngoài này thì bên Việt cũng có làm sẵn cho mình một cái bóng đèn hình thôi, mình gọi sáng vào cái sân nhà của mình ha. Mỗi buổi tối cô chú anh chị mình có thể mình bật lên
mình đi làm về, xe cộ mình chạy, mình đậu cũng rất là dễ dàng nha cả nhà. Và đây là khoảng không gian của phòng khách của mình đây. Không gian phòng khách của mình với chiều ngang 4, chiều vô thì đâu đó khoảng tầm 3 mét ha. Cả nhà ở đây có thể bố trí một cái bộ ghế sofa, một bộ ghế gỗ ha. Vị trí ngay mặt dựng này thì cô chú anh chị có thể mình mua thêm một cái tủ kệ để tivi nữa, để cả nhà mình đặt cái tivi ở đây để mình mỗi buổi chiều mỗi buổi tối cả nhà mình ngồi quay quần bên nhau, mình thư giãn, mình giải trí ha, là quá ư là tuyệt vời đó. Thì đèn ở trên phòng khách này là bên Việt có đã đầy đủ hết cho cả nhà mình ha. Đèn phòng khách, đèn lon, đèn led đầy đủ hết rồi cả nhà, có những cái đường chỉ nổi rất là đẹp ha đó. Thì bên tay trái này thì bên Việt có chừa sẵn cho cô chú anh chị mình là một cái hộc tranh như thế này. Cô chú anh chị mình về mình tự thiết kế tranh vẽ đồ theo ha. Thì ở đây thì cô chú anh chị mình nếu muốn căn nhà mà đẹp hơn thì mình có thể làm thêm một cái khung gỗ để bao quanh cái khung tranh này. Nếu cô chú anh chị mình gắn thêm một cái bức tranh mã đó thành công nữa thì quá ư là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Mình còn có thêm hai cái ngọn đèn mà chụp xuống bức tranh ha, rất là sáng sủa luôn. Căn nhà của mình là tường riêng, móng riêng, cột riêng hết nha cả nhà. Nên cả nhà mình về đây mình ở, mình khoan đục cái gì cũng rất là yên tâm ha. Bên tay trái thì bên Việt cũng đã chưa sẵn cho mình đường dây rồi. Cô chú anh chị mình có thể mình về mình gắn thêm quạt trần, quạt gió, để không thôi là cô chú anh chị mình có thể gắn thêm máy lạnh, tùy mình ha, tùy vào gia chủ của mình bố trí sắp xếp làm sao cho căn nhà của mình trở nên hợp lý nhất nha cả nhà. Căn nhà này thì bên Việt đặt cầu thang chính giữa nhà đó, và cầu bậc tam cấp như thế này thì bên Việt cũng đã ốp những cái viên đá hoa cương nhìn rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, thì đây bậc tam cấp này cô chú anh chị mình có thể mình trưng bày những vật phẩm lưu niệm nè, những bình rượu, những kệ hoa, những chậu hoa để cho căn nhà của mình trở nên sinh động hơn nha cả nhà. Và bây giờ Bảo Việt xin mời cả nhà mình vào không gian phòng bếp. Căn nhà góc hai mặt tiền này thì mình có thêm một cái cửa hậu bên hông nữa nha cả nhà. Đó, nếu cô chú anh chị mà nấu nướng mà thấy ngợp quá thì cô chú anh chị mình có thể mở cửa này ra để đón gió, đón lấy ánh sáng vào cho cái căn phòng bếp của mình trở nên mát mẻ hết ha. Thì không gian tủ bếp của mình thì bên Việt thiết kế sẵn cho mình là tủ bếp trên, tủ bếp dưới có đầy đủ hết rồi. Nhôm, giả gỗ, tuổi thọ của chú anh chị xài rất là lâu, 20 năm, 30 năm ha. Và đây là khoảng không gian này cô chú anh chị có thể mình để thêm một cái bếp ga, bếp điện đó, để mình sinh hoạt. Đây có khoảng có đường dây bên Việt đã khoan sẵn rồi ha. Cô chú anh chị mình nếu xài bếp ga thì mình luồn dây vào lỗ này ha. Ở bên đây thì cô chú anh chị mình có thể đặt thêm một cái nồi cơm điện hoặc là một cái bình nước nóng có đường dây điện sẵn rồi, bồn ba inox 304 đó, cô chú anh chị để dành rửa rau rửa cải thì rất là tuyệt vời nên gia đình mình ơi. Gạch ốp tường là bên Việt ốp tường từ ngoài gì phòng khách cho tới bếp luôn ha, nhìn rất là sạch sẽ cả nhà. Gạch ốp tường mình lên đâu đó khoảng tầm 1,2 ha. Và vị trí này thì bên Việt cũng đã chừa đường dây sẵn cho mình rồi để cô chú anh chị mình có thể để máy giặt ngay đây ha. Đường nước ra, đường nước vô của máy giặt đó, cô chú anh chị mình chỉ đặt và mình xài thôi, có ổ điện sẵn luôn nha cả nhà đó. Nếu gia chủ mình có những cái tủ lạnh thì cô chú anh chị mình để ngay đây đó, để mình trang trí cho mình kế cái máy giặt luôn ha, ngay tại vị trí này có chui điện, cô chú anh chị mình chỉ ghi mà mình xài thôi. Và bên dưới tầng trệt của mình thì mình còn có thêm một cái toilet. Toilet này thì mình ốp gạch, bên Việt ốp gạch cho mình từ dưới lên trên luôn đó. Gạch ốp tường rất là sạch sẽ nha cả nhà, nội thất cơ bản dồi sen, dồi xịt, bồn cầu đầy đủ hết ha. Và bây giờ Bảo Việt xin mời cả nhà mình lên hai phòng ngủ của Bảo Việt nha. Tay vịn cầu thang thì bên Việt thiết kế cho mình là tay vịn bằng inox nha cả nhà. Cả nhà mình cũng rất là dễ vệ sinh, rất là dễ lau chùi ha, nhìn rất là bóng. Dạ cô chú anh chị ơi, thì Bảo Việt cũng hay nói trong cái kênh của Bảo Việt là Việt có rất là nhiều căn nhà. Nếu cô chú anh chị xem căn nhà nào của Bảo Việt không ưng ý thì cứ gọi cho Bảo Việt, Việt có rất nhiều mẫu nhà để gửi đến cô chú anh chị đó. Và khi cô chú anh chị đã gặp Việt rồi, xem nhà rồi thì Bảo Việt sẽ dẫn cho cô chú anh chị mình xem rất là nhiều căn luôn để cho cô chú anh chị mình lựa chọn ha. Thì bên dưới tầng trệt của mình thì ngang chỉ có 4 mét thôi nha cả nhà, nhưng ở bên trên tầng lầu thì mình ngang đâu đó khoảng tầm 5 mét nha cả nhà. Tại vì ở bên hông mình còn có một cái đường mà mình lắng ban công ra thêm 1 mét nữa ha. Đó thì ở đây là phòng ngủ mình lắng ra thêm 1 mét nè cả nhà, nhìn rất là rộng luôn. Phòng ngủ này thì cô chú anh chị mình ở đâu đó khoảng tầm 4 thành viên đó, rất là rộng rãi luôn. Mình có thể mua giường đệm tủ cô chú anh chị mình để sẵn ha. Ở đây đèn phòng ngủ
đó, bên Việt đèn trần cũng đã có sạch, có đầy đủ cho mình hết rồi đó. Chui ghim này cô chú anh chị có thể mình ghim quạt gió hoặc điện tùy mình ha. Ở đây là mình còn có cái cửa nhỏ nhỏ này cả nhà, ở với một căn góc này quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Căn góc này là mình rất là nhiều yếu tố để mình thiết kế cho căn nhà của mình nó thoáng khí nhà cả nhà, nhưng có cửa để cô chú anh chị mình mở ra mở vô ha. Ở đây nè cô chú anh chị, mình còn có thêm một khoảng trống này thì bên Việt bố trí sẵn cho cô chú anh chị mình. Ở đây nếu cô chú anh chị nào ở trên tầng lầu này thì cô chú anh chị mình có thể đặt thêm một cái tủ quần áo nữa đó, để khi cô chú anh chị tắm rửa xong thì mình có thể ra vị trí này là mình lấy quần áo mình mặc luôn ha, rất là tiện lợi luôn. Hoặc không thôi cô chú anh chị có thể mua thêm những cái móc và những cái đồ rồi mình treo ở đây ha, để mình để đồ rồi quần áo cũng rất là tuyệt vời nha cả nhà. Chừa cho mình một khoảng trống này cô chú anh chị mình có thể thiết kế rất là nhiều cái tiện ích để cô chú anh chị mình sử dụng ha. Gạch của mình là màu xanh lá ha cả nhà, nhìn khá là sang trọng. Và bên trên tầng lầu này mình còn có thêm một cái toilet nằm chính giữa đó nha cả nhà, giữa hai phòng ngủ để phục vụ hai phòng ngủ của mình đó. Gạch đắp tường rất là sạch sẽ luôn, đèn đốt đầy đủ hết rồi, cả nhà mình về mình sinh hoạt rất là thoải mái luôn ha. Và đây là căn phòng ngủ thứ hai của mình. Căn phòng ngủ thứ hai của mình sẽ có hai lớp cửa chính, một lớp cửa mở ra mặt dựng hai cánh và một lớp cửa mình dẫn thẳng ra ban công ha. Thì căn phòng ngủ này cô chú anh chị về cô chú anh chị có thể dán tranh dán tường, dán tranh 3D để cho phòng ngủ mình đẹp đẽ hơn ha. Còn nếu cô chú anh chị nào mình muốn tiết kiệm, mua căn nhà tiết kiệm thì mình có thể mình để như vậy là mình ngủ được rồi, có đèn đầy đủ hết nha cả nhà đó. Thì căn phòng ngủ này mỗi buổi tối nếu cô chú anh chị mình muốn mở cửa ra để mình thoáng khí thì cô chú anh chị cứ mở ha. Ở bên Việt cũng đã thiết kế sẵn cho mình rồi. Và ngoài đây là khoảng không gian ban công hành lang nhà của mình nè cả nhà, nhìn rất là rộng rãi luôn cả nhà ơi, rất là mát mẻ ha. Khoảng không gian này như cô chú anh chị mình yêu thích trồng kiểng, đam mê trồng kiểng nè, thì cô chú anh chị có thể trồng kiểng trên những vị trí này là quá ư là tuyệt vời. Căn nhà của mình xô ra mặt dựng thì cô chú anh chị làm sao cho căn nhà của mình sinh động hơn, mình trang trí ha, tùy vào gia chủ của mình. Đây thì bên Việt cũng đã trang bị sẵn ngoài đây một cái bóng đèn rồi đó, để cô chú anh chị mình nếu mà mỗi buổi tối mỗi chiều mình lên đây mình thư giãn, mình giải trí, mình ngắm hoàng hôn, hoặc là cô chú anh chị mình có thể đón hít khí trời đó cả nhà, thì quá ư là tuyệt vời ha. Ban công hình chữ L của mình dẫn thẳng qua tới đây luôn cả nhà đó. Cô chú anh chị vị trí này có thể là mình phơi đồ, cô chú anh chị mình cũng rất là thích hợp luôn nha cả nhà. Ở đây thì mình còn có thêm một cái cánh cửa của phòng ngủ mình dẫn ra cái ban công nha. Bên Việt Việt hiện tại đã khóa cửa trong rồi đó, cho nên là mình vào hướng này không được đó. Và bây giờ thì Bảo Việt xin tổng kết lại hết thông tin cho cả nhà mình một lần nữa ha. Bảo Việt xin mời cả nhà mình xuống phòng khách, phòng khách quan sát hết căn nhà này cùng Bảo Việt ha. Với một căn nhà pháp lý thổ cư 100% đất ở tại nông thôn thì cô chú anh chị cứ yên tâm về vấn đề pháp lý bên Việt ha. Bên Việt có bao cho cô chú anh chị mình soi test quy hoạch thoải mái luôn. Khi cô chú anh chị đến đây xem nhà của Bảo Việt thì Bảo Việt thứ nhất sẽ chào đón cô chú anh chị, sẽ dẫn cô chú anh chị xem những căn nhà cô chú anh chị ưng ý nhất và dẫn cho cô chú anh chị mình xem rất là nhiều mẫu nhà. Còn nếu cô chú anh chị khi đã ưng căn nhà nào của Việt rồi thì Việt sẽ đem sổ sách thực tế cho cô chú anh chị mình xem. Khi cô chú anh chị mình ưng ý thì bắt đầu mình tiến hành mình làm hợp đồng cọc và hẹn ngày ra công chứng sang tên nha cô chú anh chị. Và căn nhà này có diện tích ngang 4 dài 9, một diện tích quá lý tưởng luôn gia đình mình ơi. Căn nhà góc hai mặt tiền, cô chú anh chị nếu thích kinh doanh buôn bán tạp hóa, căn nhà này rất là thích hợp cho mình luôn. Căn nhà này với công năng sử dụng ngang 4m dài 9m, hai phòng ngủ, hai toilet và hướng là tây nam, hướng nắng chiều nha cả nhà. Nếu cô chú anh chị chọn cái hướng này để mình an cư lập nghiệp thì cô chú anh chị mình có thể mình làm ra thêm một cái mái để cho căn nhà mình trở nên mát mẻ hơn nha cả nhà. Và trong vòng bán kính đâu đó khoảng tầm 800m trở lại thôi cả nhà ơi, thì vị trí của chúng ta sẽ có chợ Hưng Long, khu công nghiệp Hải Sơn cũng như tất cả các shop thời trang, các tiểu thương kinh doanh mua bán ở đây rất là nhiều. Nếu cô chú anh chị nào ở quận 6, quận 7, quận 8, quận Bình Tân, Tân Bình thì cả nhà mình có thể đi theo trục đường quốc lộ 1A hoặc không thôi đi theo trục đường quốc lộ 50, cô chú anh chị đi tới ủy ban dân xã Hưng Long hoặc là chợ Hưng Long thì Bảo Việt sẽ đón cô chú anh chị vào xem nhà thực tế nha.
Nơi đây rất là yên bình, rất là yên tĩnh luôn. Nếu cô chú anh chị có quan tâm căn nhà này thì hãy gọi cho Việt qua số điện thoại 0933827963 nha cả nhà. Và trong quá trình Bảo Việt làm video, nếu có những cái thông tin nào sai sót, những cái thông tin nào chưa phải trên cái video của Bảo Việt, thì Bảo Việt rất là mong cô chú anh chị sẽ bỏ qua cũng như đóng góp ý kiến cho Bảo Việt để kênh của Bảo Việt càng ngày càng hoàn thiện hơn nha cả nhà. Và lời nói cuối cùng thì Bảo Việt xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Hãy nhớ đăng ký kênh cũng như like cho Việt một lượt like để Việt có thêm động lực, cũng như là cô chú có thể đón xem những video tiếp theo của Bảo Việt nha cả nhà. Bảo Việt xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều và xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.